Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 37. Đoạn Bê-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao 1 thước rưỡi. Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài cùng chạy đường viền chung quanh. Đúc 4 cái khoen vàng, đặng gắn 4 góc, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia. Người cũng chuốt các đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi xỏ đòn đó vào khoen 2 bên hông, đặng khiêng hòm. Người cũng làm 1 cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Làm 2 tượng cherubim bằng vàng đánh giác, để nơi 2 đầu nắp thi ân. 1 tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia, ló ra nơi 2 đầu nắp. 2 cherubim xè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Người cũng đóng 1 cái bàn bằng cây si tim bề dài 2 thước, bề ngang 1 thước, bề cao 1 thước rưỡi, bọc bằng vàng ròng và chạy 1 đường viền chung quanh. Lại cũng lên be cho tứ vi bàn cao chừng 4 ngón tay và chạy cho be 1 đường viền vàng. Người đúc 4 cái khoen vàng tra vào 4 góc tại nơi chân bàn. Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào đặng khiêng bàn. Người chuốt đòn bằng cây si tim bọc vàng đặng khiêng bàn. Lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn, dĩa, chén, ly và chậu để dùng làm lễ quán. Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh giác. 2 bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có 4 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giác. Người cũng làm 7 cái thép đèn, kéo bắc tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng. Người dùng 1 ta lân vàng ròng mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn. Người cũng đóng 1 cái bàn thờ sông hương bằng cây si tim hình vuông, bề dài 1 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 2 thước. Bàn thờ có 4 sừng ló ra. Người bọc vàng ròng trên mặt 4 cạnh chung quanh và các sừng. Tứ vi cũng chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi 2 bên góc, người làm 2 cái khoen vàng để xỏ đòn đặng khiêng. Người chuốt đòn bằng cây si tim và bọc vàng. Người cũng chế dầu thánh để sức và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương. Chương 38. Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước và bề cao 3 thước. Người làm nơi 4 góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng, rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng: chảo nhỏ, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm 1 tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ từ chân lên đến ngang giữa, và đúc cái khoen cho 4 góc rá lưới đồng đặng xỏ đòn khiêng. Đoạn chuốt đòn khiêng bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đòn vào khoen nơi 2 bên bàn thờ, đặng khiêng bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván, trống bổng. Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc nơi cửa hội mạc, chế ra 1 cái thùng và chân thùng bằng đồng. Người cũng làm hành lang, về phía nam mấy bức bố vi của hành lang bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc cũng 100 thước bố vi, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía tây
50 thước bố vi, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông, cũng 50 thước, nghĩa là bên hữu có hành lang 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên tả cửa hành lang cũng 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Hết thảy bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn. Các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bọc bạc. Hết thảy trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chắp với nhau. Tấm màn nơi cửa hành lang làm theo thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Bề dài 20 thước, bề cao tùy theo bề khổ của vải 5 thước, đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang. 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng, đinh, đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Các nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se, biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Y-tha-ma, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn cai quản. Bê-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc về chi phái Giu-đa, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và kẻ giúp người là Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm. Kẻ bày vẽ, thợ theo thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, và bằng chỉ gai mịn. Hết thảy vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 ta lân 730 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Bạc của mấy người hội chúng có kể sổ, tổng cộng được 100 ta lân 1775 siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kể sổ, từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siếc lơ, theo siếc lơ của nơi thánh. Vậy, phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màn. 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức 1 ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn 1775 siếc lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chắp các trụ với nhau. Đồng đem dân cộng được 70 ta lân 2.400 siếc lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, giá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Chương 39. Họ dùng chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, họ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai ê-phót, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột ê-phót phía ngoài làm nguyên miếng một y như công việc của ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai ê-phót đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bảng đeo ngực cực xảo như công việc ê-phót, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai đậu mịn. Bảng đeo ngực may lót hình vuông, bề dài 1 em bang, bề ngang 1 em bang. Họ nhận 4 hàng ngọc. Hàng thứ nhất, ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu.
Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng, đánh lại như hình dây. Cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng, để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó. Rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ephod về phía trước ngực. Cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ephod về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Họ lấy một sợi dây màu tím cột hai cái khoanh của bảng đeo ngực lại cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với đai và đừng rớt khỏi ephod, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo dài của ephod bằng vải thường toàn màu tím, cổ để tròng đầu vào, ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp, có viền chung quanh cho khỏi tét. Nơi trôn áo, thắt những trái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm, lại làm chuông nhỏ bằng vàng ròng gắn giữa hai trái lựu vòng theo chung quanh trôn áo. Cứ một trái lựu kế một cái chuông nhỏ vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường cho A-rôn cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng dùng vàng lá ròng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. Dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ đem đền tạm đến cho Môi-se, trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên đực nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màn, hòm bản chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng, thép đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đặng hầu việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ. Dân Israel làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 4. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập
nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì, sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Thư Corinto thứ nhì chương 5. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta được tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em,
hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chương 6. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt. Ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Cũng hãy mở rộng lòng anh em. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belian nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Thi Thiên 14. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến, khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn,
giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.